Thưa quý vị, vụ cháy trung cư mini ở địa chỉ số 37 ngõ 29 trên 70 Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội vào đêm ngày 12 tháng 9 vừa qua đã gây hậu quả nghiêm trọng khi có 56 người tử vong và 37 người bị thương. Những người may mắn sống sót không chỉ trắng tay mà còn chịu nhiều tổn thương mất mát nặng nề. Như trường hợp của người bảo vệ trung cư mini bị cháy ở Hà Nội, ngoài nỗi đau về thể xác, cặp vợ chồng già còn mất đi con gái, con rẻ và hai cháu ngoại. Siêu mẫu Hạ Vi cho biết, chiều ngày 15 tháng 9, chị cùng với bạn bè đã tới thăm vợ chồng của ông Điền, bà Yên, bảo vệ trung cư mini. Hạ Vi cho biết, các vợ chồng này vừa từ bệnh viện trở về, tinh thần vẫn chưa ổn định vì chịu nỗi đau quá lớn. Theo người mẫu Hạ Vi, trong vụ hỏa hoạn này, ông Điền và bà Yên đã mất đi con gái, con rể và hai cháu ngoại. Căn nhà tầng 5 là ông bà đã mua chứ không phải thuê. Dù ông là người đầu tiên phát hiện ra cháy bảng điện, ông đã dịt bình cứu hỏa nhưng không ăn thua, nên ông đã chạy đi dập cầu giao tổng của tòa nhà nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra. Hạ Vi kể lại, ông bà đang ở nhờ nhà anh trai của bà Yên trên phố Thái Thịnh. Họ nói với tôi rằng họ đã mất trắng nhà cửa tài sản, giờ là người vô gia cư, quần áo cũng không có để thay. Căn phòng trên tầng 5 là ông bà mua ở cùng với hai cháu ngoại để đi học ngoài Hà Nội. Vợ chồng người con gái làm việc ở tỉnh thì thoảng mới lên thăm con, nhưng đúng hôm nọ có mặt ở Hà Nội thì xảy ra chuyện đau buồn này. Hiện ông bà còn một người con gái sinh năm 1980. Cô cho biết thêm, hiện tại tinh thần của ông bà vẫn còn hoảng loạn, bà liên tục khóc và muốn đi theo con cháu. Ông bà đều đang than trách chính mình là bảo vệ mà không cứu được con cháu. Mọi người xung quanh động viên ông bà rất nhiều, nỗi đau với họ là quá lớn, không biết khi nào mới nguôi ngoai. Hạ Vi chia sẻ thêm, trong chuyến thăm này, chị và bạn bè đã khuyên góp được 10 triệu đồng và trao tặng cho vợ chồng người bảo vệ lớn tuổi. Hạ Vi cho hay, tôi biết mấy ngày nay, rất nhiều người chỉ trích người bảo vệ của trung cư là vì sao không vào đám cháy cứu người, nhưng mọi người phải tận mắt nhìn thấy nỗi đau của họ thì mới biết họ cũng khổ thế nào. Ông Điền từng sang Bungary lao động nên ông là người tiên tiến, biết sửa chữa kỹ thuật. Khi bảng điện cháy, ông vẫn xử lý, nhưng càng dập thì lửa càng bùng lên to nên ông mới chạy ra dập cầu giao tổng của tòa nhà. Khi đó, ngoài ông ra còn rất nhiều người cùng dập lửa, nhưng đáng tiếc sự cố vẫn xảy ra. Ngoài cựu siêu mẫu Hạ Vy, MC Diệp Chi và nhiều nghệ sĩ Việt đã chung tay xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở Hà Nội. MC Diệp Chi chia sẻ, chút lòng thành gửi tới những người đang cần giúp đỡ, mình để tên con gái là An Nhiên, hàng mong các gia đình gặp nạn sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Kèm theo hình ảnh chụp màn hình chuyển khoản số tiền 50 triệu đồng cô gửi đến số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình. Riêng MC Thành Trung sau đêm thức trắng tìm vợ con cho người bạn thân thiết trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, anh hiện đang đi công tác ở châu Âu nhưng lòng vẫn nặng trĩu ngóng trông về Việt Nam. Nam MC cho biết, anh đã ủng hộ 10 triệu đồng và đăng tải thông tin kêu gọi giúp đỡ cho anh Phạm Văn Phái là cha là chồng của chị Hương Giang, sinh năm 1981 và cháu Tuệ Nhi, sinh năm 2019, những nạn nhân của vụ hỏa hoạn. MC thành trung bày tỏ, người ra đi thì đã mãi ra đi, nhưng người ở lại thì còn vô vàn khó khăn về tinh thần và đời sống, khi chỉ sau một đêm, nhà cửa đã tan hoang, tài sản đã mất hết, vợ con không còn nữa, thật sự vô cùng đau xót. Tôi lập quỹ này để chung tay cùng những người anh em, bạn bè của tôi, biết anh phái và cả những người không quen biết cùng chia sẻ tấm lòng của mình trực tiếp cho anh. MC Phạm Anh, chiếc ca xe của một giải chạy để chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân vụ cháy trung cư mini ở Hà Nội với số tiền là 10 triệu đồng. Nam MC chia sẻ, Thành thật chia buồn cùng gia đình các nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ngày 12 tháng 9. Phạm Anh xin trích một phần cát xê của giải Hà Nội Marathon Heritage Race ngày 15 tháng 10 năm 2023 sắp tới để chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân. Mong các nạn nhân và gia đình sớm vượt qua nỗi đau và mất mát. Ngoài gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân, Quang Linh Vlog cũng gửi tới số tiền 50 triệu đồng đến số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường Khương Đình. Anh chia sẻ, Thay mặt cộng đồng Tim Châu Phi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân trong vụ cháy ngày 13 tháng 9 tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, chồng của diễn viên Phương Oanh, Sắc Bình, tên thật là Nguyễn Hòa Bình, cũng đã ủng hộ 50 triệu đồng để hỗ trợ nạn nhân vụ cháy trung cư mini ở Hà Nội. Chồng của diễn viên Phương Oanh chia sẻ Phát huy truyền thống lá lành nhiều, đùm lá rách tả tơi. Rất mong anh em bạn bè gần xa chung tay giúp đỡ đồng bào khó khăn, hoạn nạn, vượt qua tai họa lớn nhất của Hà Nội trong thời gian gần đây. Thông qua rất nhiều kênh từ thiện đang kêu gọi. Trước đó, ca sĩ Tùng Dương đã vào Bệnh viện Bạch Mai để trực tiếp thăm hỏi 25 nạn nhân sống sót sau vụ hỏa hoạn. Nam ca sĩ và Tăng Duy Tân cùng những người bạn thân thiết âm thầm ủng hộ số tiền 367 triệu đồng ca sĩ tùng dương bày tỏ con số tuy không lớn nhưng là sự chia sẻ của chúng tôi với những người đã và đang phải đối diện với những mất mát và tổn thương từ sau vụ hỏa hoạn mong rằng những người ở lại sẽ sớm vượt qua nỗi đau này Ngoài ra, ca sĩ Trung Quân và phía ban tổ chức Live Show 1589 góp 100 triệu đồng để chia sẻ với gia đình các nạn nhân vụ cháy trung cư mini ở Hà Nội. Hoa hậu Thùy Tiên, ca sĩ Du Thiên cũng đã ủng hộ 20 triệu đồng. MC Thảo Vân và một số người bạn của chị tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyên góp số tiền 15 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy trung cư mini ở Hà Nội. Cũng liên quan đến vụ cháy trung cư mini ở Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong, mới đây Bộ Xây dựng đã lên tiếng về sự cố thảm khốc này. Chiều ngày 15 tháng 9, Bộ Xây dựng có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở, thường gọi là trung cư mini. Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 06-2021 NDCP ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ, việc xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân phải tuân thủ các quy định như nếu xây dựng nhà ở không có tầng hầm, có tổng diện tích xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12 m, chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình. Nếu xây dựng nhà ở dưới 7 tầng hoặc có một tầng hầm, việc thiết kế phải được tổ chức cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Nếu xây dựng nhà ở từ 7 tầng trở lên hoặc từ 2 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết kế phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi xin cấp phép xây dựng. Việc thiết kế và thẩm tra thiết kế phải được tổ chức cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Còn theo quy định tại mục 1.1.13 của quy chuẩn 06-2021 BXD, nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình có chiều cao từ 6 tầng trở xuống hoặc có không quá một tầng hầm, không bắt buộc áp dụng quy chuẩn này mà thực hiện theo hướng dẫn riêng, phù hợp cho từng đối tượng nhà và khu dân cư. Trường hợp chuyển đổi công năng sang các mục đích khác phải tuân thủ theo quy định của quy chuẩn này và phải được cơ quan phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 121 NDCP, Nghị định số 139 2017 NDCP và nay là Nghị định số 16 2022 NDCP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, trong đó có quy định cụ thể các hành vi vi phạm. Bộ Xây dựng khẳng định, như vậy, pháp luật về xây dựng, nhà ở đã tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh đầy đủ. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, ở một số địa phương tại khu vực đô thị hoặc các khu dân cư, gần các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế xuất hiện tình trạng lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng nên các hộ gia đình cá nhân đã thực hiện xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng nhiều căn hộ ở hoặc xây dựng nhà ngăn phòng để cho thuê để ở, không tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng phòng cháy chữa cháy dẫn đến nhiều hệ lụy mà điển hình là vụ cháy ở phố Khương Hạ gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản. Chính vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo sở xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trong văn bản số 2937 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ Xây dựng đối với các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng nhiều căn hộ ở đã hoàn thành phải khẩn trương giả soát toàn bộ các công trình này để phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng đặc biệt là vi phạm về phòng cháy chữa cháy có giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở và có lối thoát nạn riêng đầu tư trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy phù hợp bố trí người có sức khỏe kinh nghiệm để quản lý vận hành tòa nhà đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật đối với các công trình nêu trên khi xây dựng mới các cơ quan có thẩm quyền của địa phương phải kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng phòng cháy chữa cháy quản lý việc cấp giấy phép xây dựng quản lý chất lượng quản lý trật tự xây dựng theo quy định